Các nhà giao dịch và tổ chức đổ xô tìm đến nền tảng Solana khi nhu cầu về Ethereum và Bitcoin tăng lên. Các tổ chức đã đặt cược lớn vào các sản phẩm đầu tư của Solana vào tuần trước, với các sản phẩm mã thông báo Sol thu hút 86,6% dòng vốn tổ chức vào các sản phẩm tài sản kỹ thuật số trong tuần trước. Các nhà giao dịch, tổ chức đã đổ xô đến Solana mã giao dịch Sol khi nhu cầu đối với Ethereum, ETH và Bitcoin đã giảm xuống, với các sản phẩm đầu tư mã Sol chiếm đến 86,6% tổng dòng tiền hàng tuần vào các sản phẩm đầu tư tiền điện tử vào tuần trước. Theo số phát hành ngày 14 tháng 9 của dòng chảy hàng tuần của quỹ tài sản kỹ thuật số CoinShares, các sản phẩm đầu tư của Solana mã Sol đã chứng kiến dòng tiền đổ vào 49,4 triệu đô la. Trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9, tổng dòng vốn kết hợp cho các sản phẩm đầu tư tiền điện tử tương đương với 57 triệu đô la trong tuần, với Sol tăng hơn 275% so với tuần trước, chiếm 86,6% tổng dòng vốn. Dòng tiền đổ vào các sản phẩm Solana tăng mạnh, đồng thời với việc giá Sol tăng 36% so với cùng kỳ. Báo cáo kết luận, sự kết hợp giữa tăng giá và dòng vốn chảy vào hiện đã đưa tài sản của Solana đang quản lý lên 97 triệu đô la, lớn thứ 5 trong số tất cả các sản phẩm đầu tư. Các sản phẩm đa tài sản như Ripple, XRP, Polkadot, DOT và Bitcoin Cash, BCH cũng chứng kiến dòng tiền lần lượt là 3,2 triệu đô la, 3,1 triệu đô la, 1,7 triệu đô la và 600.000 đô la. Theo ước tính của CoinShares, các nhà quản lý tài sản tổ chức hiện đại diện cho tổng AUM cộng lại là 56,3 tỷ đô la, đánh dấu mức giảm 9% so với tuần trước khi các thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn trải qua sự sụt giảm trên diện rộng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Video này mình xin dừng lại ở đây. Nếu các bạn quan tâm về lĩnh vực tiền điện tử, công nghệ blockchain, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn qua phần comment ở dưới video này. Dựa vào những dữ liệu tương tác các bạn, để tôi có thể biết được nhu cầu mà các bạn hiện đang quan tâm về lĩnh vực này, để từ đó kênh sẽ ngày còn ra nhiều video phân tích chuyên sâu hơn cho từng đồng tiền và các nền tảng công nghệ mới hiện nay. Các bạn nhớ bấm like để giúp tôi có thể vượt qua được các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube và nhớ đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo của mình nhé.